Hi, xin chào các bạn đến với kênh Kỹ thuật điện. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách đấu hai công tắc của thằng Van Lock này. Quên hai, xin lỗi nha, hai ổ kém của thằng Van Lock. Đây là hai ổ kém của thằng Van Lock nha các bạn. Cái đây là loại mới này, Van Lock loại mới. Còn loại cũ thì nó khác nữa. Đây là loại mới nha các bạn. Đây nãy mình lắp rồi mà mình mở ra mình lấy cho bạn xem á, nó dính xương á. Đây là L là lửa nha bạn. N là nguội, còn hai dây đó là hai chân đó, hai chân chung. Nó là được dây 1.5 đến 4 chấm và chịu đựng 16 ampe. Bây giờ mình sẽ chỉ cách đấu cho các bạn. Rồi dây điện mình tuốt rồi, giờ mình chỉ nhét vào thôi, nhưng mà không cần vặn vít hay là gì nữa, không cần vặn vít hay cố định nữa, nhét vào là dính cứ ngắt, không rút ra được. Giật không ra các bạn, giật không ra. Nếu mà mình muốn gỡ ra là mình sẽ lấy bút điện và nhét vô cái đầu kia là gỡ ra được hết. Ok, rồi giờ bốn chân đó là bốn chân chung luôn các bạn. Mình quy định dây xanh là dây lửa đi chẳng hạn. Đó, hai dây lửa mình vừa bốn chân đó là chân chung. Không, giờ mình cào dây nguội qua luôn. Cào dây nguội qua luôn nha các bạn. Đó. Là bốn chân riêng biệt hết. Tám chân nhưng bốn chân bốn một bên bốn và bên kia bốn là tổng cộng tám chân. Giật không ra. Bây giờ mình muốn lấy ra là mình nhét cái bút điện vô chính giữa bạn, ngàm trắng trắng đó. Đó đúng rồi, nhét vô chính giữa đó rồi nhét mạnh vô và rút ra, một tay nhét một tay rút, đó rất chi đơn giản. Kêu mình lấy tay giật không ra nha bạn, nó y như một cái lò xo vậy á, nhét vô là rút không ra. Nó dạng như cái dịp đôm á, cá vào được nhưng mà ra không được. Rồi đây mình quy định dây xanh là dây lửa và dây đen là dây nguội. Giờ mình dây xanh mình đưa vô chân lửa kia thôi, còn dây đen thì mình đưa vô chân nguội. Đây các bạn, đó dây lửa này các bạn, đó để L này và N, đó mình đưa hai chân vô trong đó. Rồi ok, bạn thấy đơn giản đúng không? Thì ổ kém thì đấu đơn giản không thì ai cũng đấu được. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách đấu công tắc và ổ kém luôn. Tắc ổ kém thì cũng đơn giản thôi. Nếu mà thợ biết đã biết rồi thì rất chi đơn giản, nhưng mà người thợ không biết thì rất phức tạp. Đã làm rồi thì ok, cũng đã làm được rồi thì cái xe mình sẽ làm được hết. Rồi mình sẽ đưa vào nha các bạn. Bạn viết vào. À, cái này là mình gánh ngược các bạn, mình phải đưa cái đầu ấy lên trên. Đây đầu ốc này các bạn thấy rồi, ốc lên đó không, ốc là mình đưa lên trên. Đưa lên trên xe này mình gánh vô cái thành cái nếp á, nó có van lock thì nó không bị ngược. Rồi, bạn vào và đại nếp vào thôi. Thế là xem hướng dẫn ổ kém cho nhà tầng. Đây mình đang làm nhà tầng nha các bạn. Một tầng, một lửng và một tầng thôi. Lửng đô mê. Này, mình đã nếp vào đó.
khi đại nét thì nó sẽ đẹp như vậy. Thành van lóc thì nó gây ở dưới nó cũng cùng chiều luôn nha. Đây mình không gắn vô mà mình sẽ lấy cái bịch ni lông ấy lại nha các bạn, để sợi xương nó còn làm nữa nên sợ dính á, bịt lại cho nó kỹ vậy. Xe này thì mình lấy ra thôi, có đâu, còn đi quay lại dài dài mà. Đấy, bạn thấy từ van lóc không? Rồi, ok, mình đã hướng dẫn xem. Rồi, chào tạm biệt các bạn.